chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S25 để cùng trải nghiệm môn phái Minh Giáo Kiếm. Một môn phái mà lần trước cô làm video bị chửi sập mặt luôn, tại vì nói mày ảo tưởng quá, môn phái yếu xìu mà. Nhưng mà tích cực hơn khi mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái bình luận của các anh em. 99% nói về đam boss thì ai cũng sẽ chọn Minh Giáo Kiếm, đúng không? Đây là một môn phái lên 80 đam cực kỳ to, đam to vãi nồi luôn anh em. Và lên 70 khi mà chúng ta kết hợp với cái mật tịch chung, chúng ta sẽ có khả năng khống chế lần đầu tiên từ vị trí của Minh Giáo. Chứ thực ra cái môn phái này không có khống chế miếng nào anh em. Hơn là có cái mật tịch chung á, là nó được khống chế rồi nha. Là chúng ta chơi chiêu số 1 lên mật tịch chung á, là khả năng chúng ta sẽ có thể gây định thân vào đối phương. Một cái chiêu khống chế mà cực kỳ hay, là người ta vẫn đánh được mình nha. Nhưng mà có bắt người ta lại để mình câu kéo cái kiểu của mù kê, đúng không? Môn phái Minh Giáo là một môn phái Minh Giáo Kiếm á, là cái môn phái được lựa chọn trong cái giải đánh 3v3 vừa rồi. Rất là nhiều anh em lựa chọn hệ thổ, nhất là Võ Đăng Kiếm nè, rồi Cung Long Đao nè, hai cái môn phái nè, với lại môn Minh Giáo, với lại nói chung là nguyên một đám hệ thổ luôn, là Cung Long Đao, Cung Long Kiếm, Võ Đăng Kiếm, Võ Đăng Khí đều được lựa chọn hết trơn luôn. Tại vì anh em biết sao không, cái combo Cung Long Đao, cái băng bổng Thúy Yên Kiếm là một combo hầu như là các team nào cũng lựa chọn. Có lâu lâu thì có pha một vài môn phái, ví dụ như là Thiên Vương Trì này nọ vô tăng cơ cái kiểu, đúng không? Nhưng mà đa phần cô thấy là team nào cũng có hệ thổ, và có team người ta lựa chọn 2-3 hệ thổ luôn. Nên là nếu như mà người ta thấy một cái team nào có hệ thủy hoặc là những con cá bang đồ này nọ muốn sóc đam luôn luôn á, người ta chơi hệ thổ ghê lắm anh em. Hệ thủy đồ này nọ bị sóc đam rất là ghê từ hệ thổ, nên là Minh Giáo Kiếm được lựa chọn, được xuất hiện ở trong cái giải đó. Và cái con Minh Giáo Kiếm này nó cực kỳ khó chịu. Nếu như anh em hiểu chiêu Minh Giáo Kiếm và hiểu cách BK, cái này mình nói chậm luôn, hiểu cách BK, hiểu chiêu cho nó, rồi chúng ta build tốt cho nó, thì thực sự là nó chỉ sợ thằng thầy Kim. Đối với những cái môn phái nội công thì đánh như là Minh Giáo Kiếm cũng hơi mệt đấy. Đánh với Minh Giáo Kiếm cũng hơi mệt. Tại sao? Cái con Minh Giáo Kiếm này nãy mình nói là chỉ sợ thầy Kim, tại thầy Kim nó khắc hở với lại là Thiên Dương nó mạnh quá, đúng không? Nó chơi chiêu số 4 cái Thiên Dương Trì á, chơi chiêu số 4 cái mình cũng cụ đeo rồi, mạnh phải đòi luôn. Còn những môn phái khác á thì chúng ta bị dính cái chiêu số 2 chủ động, chúng ta sẽ bị hết mana. Mà khi mà cái kèo mà đánh nhau mà anh em vừa mới vô anh em hết mana thì chúng ta sẽ bị thọt len, không thể chơi chiêu bắt vô Minh Giáo, để Minh Giáo chơi chiêu vô chúng ta bị thọt, phải bơm vài bình đầm áo, đúng không? Chưa kể nó hút mana chúng ta, nếu như mà chúng ta không có nội lực chúng ta không có chơi chiêu được, đã là bắt buộc anh em phải bơm ít nhất là 1-2 bình mana để chúng ta có thể hồi lên. Lỗ không? Lỗ chứ, đúng không? Rồi cái chiêu số 1 và chiêu số 4 của con Minh Giáo này, nếu anh em nào mà chơi tốt á, là nó KS những con boss rất là tốt luôn. Cái này là hầu như anh em nào chơi Minh Giáo cũng công nhận đây là một môn phái đam to nhất, bằng cái cách mà đi săn boss nha, đam to nhất. Sử dụng cái chiêu số 4 hợp lý thì anh em sẽ có thể ăn những viên đá rất là dữ dội, đi bạch thủ đường nè, KS boss nè, đó, đi những võ lâm cao thủ đồ này nọ, KS boss đó, những cái bạch thủ đường KS boss tự mình được mấy viên đá đó anh em, ngon á. Đó là nhiều anh em chơi tốt thì anh em canh tốt thì cái chơi chiêu số 4 gây ra lượng đam rất là lớn. Thường là cô chơi con Minh Giáo này, cô chơi theo dạng mà tăng full chiêu đánh thường, rồi mình tăng full chiêu số 4 thì mình két đó, rồi dư điểm thì chúng ta sẽ tăng chiêu số 1. Cái chiêu này là di khí phiêu tung, cái chiêu này khi mà đã đầu với những cái con hệ nội công khác, chúng ta sẽ có tỷ lệ né hoàn toàn tấn công nội công, ngon. Nhưng mà nếu chúng ta gặp ngoại công thì chúng ta phới. Bởi vậy gặp mấy con Thiên Dương, Thiếu Lâm đồ này nọ, nó đùng cái mình chết ngắt, mình đâu né được đâu, thấy không? Cái chiêu đó nó chỉ tác dụng với những môn phái hệ nội công thôi. Nên là chúng ta gặp Thiên Dương đồ này nọ chúng ta thua. Cái con Minh Giáo này lúc nào cũng nói là một cái môn phái ngon, phái mạnh chứ không yếu đâu. Hồi video trước mình nói nó phải mạnh thôi mà nhiều không? Trời ơi, tôi cầm cái ạc tầm trung tôi vô đánh như gãy ghẻ, như kim mệnh vô nhìn nhớ cái kiểu mày bớt tào lao đi cua đồ này nọ. Thôi mày có những comment khác, tại do mấy ông chưa build, chưa hiểu chiêu đồ này nọ. Cô không thèm trả lời đâu nhiều anh em. Nói chung là mình tâm huyết với phái nào mình chơi phái đó. Cô cảm nhận Minh Giáo là một môn phái đáng chơi, chơi được ok, nội công cũng có thể chơi được ok. Anh em cứ chơi đi. Tại vì
mình có khách chơi cái con minh giáo này từ khi mở server đến tận bây giờ mở 7x8x vẫn còn chơi. Tại vì người ta thấy được cái độ mạnh của cái con này, người ta thích cái con này, người ta chơi thôi, thoải mái. Mười mấy môn phái luôn mà đúng không? Mười mấy đường nữa. Đó, anh em muốn chơi phái nào anh em cứ chơi. Anh em mục đích của anh em chơi cái game này với cái môn phái đó, anh em phải có mục đích. Ví dụ anh đó là thích chơi cái con này để đi KS boss, đi chặn đi những cái giao tranh tổng mà ổng đứng ngay một cái vị trí ok là ổng bắt đầu là ổng xả chiêu. Cái con minh giáo kiếm này nó không như là thằng cái bàn rồng, hay là không như là thằng thuyền kiếm là chúng ta chơi một hai chiêu là giết được người, không có đâu. Thật sự chúng ta phải canh chiêu rất là dữ dội, chúng ta canh những cái đam cuối mà đối phương nào mà đang bị chúng ta đánh mà họ tầm khoảng 20%, 30% cái máu á. Anh em có thể chơi chiêu số 1 và kết hợp chiêu số 4 để kết thúc đối phương. Nó không như thằng cái băng rồng mà chúng ta bùm một cái một combo chết người. Không như là thằng thuyên kiếm búp lên cái chiêu thập diện mai phục là tăng 50% tấn công đúng không? Rồi sau đó là chơi phi tự phiêu hoa đúng không? Là đối phương bị định thân. Sau đó là chơi cái vụ đã lê qua kết thúc đối phương. Rất là dễ dàng nếu cho dù đối phương đầy cái máu luôn đúng không? Tại vì nó có cái kỹ năng nó tăng rất là nhiều đam. Nó sốc đam được. Đó. Nên là người ta thích cái dạng sốc đam đó, mà cái suy nghĩ cái dạng sốc đam đó qua cái thằng minh giáo này hoàn toàn là khác. Đây là một môn phái cần phải có được một cái sự câu kéo trong giao tranh và canh chiêu. Canh chiêu, đây là môn phái mạnh nha. Anh em đánh mà anh em cứ vô giao tranh có nhiều chiêu xả hết, không có chiêu KS người ta sao được. Anh em build không tốt nữa. Đúng không? Có người ta nói sao không biết tôi đi không tốt, tôi là top server nè, tôi cầm vô giao tranh tôi đánh cũng như gãy ghẻ không có kết thúc được nào. Rồi ông để cái chiêu cuối của ông có kẻ đường ta không? Hay là vừa mới giờ ông có nhiều chiêu ông chạy hết mà ông dành cái chiêu đánh thường để ông kẻ. Chiêu đánh thường chắc chắn là nó không bao giờ để có thể kết thúc người ta rồi. Khi mà nói một cái chiêu mà sốc đam hoặc là kết thúc người ta, mình sẽ nói đến cái chiêu số 4. Trong thời gian dài thì chắc chắn chiêu số 4, thời gian hồi chiêu lâu thì nó sẽ không có đam to bằng cái chiêu đánh thường trong thời gian dài. Nhưng mà để sốc đam một nhân vật nào đó cần phải có một cái lượng đam lớn để dồn vô để sốc đam chết người ta, thì chúng ta chơi cái chiêu chủ động số 4 nếu như anh em tầm mắt. Cái đó là cái điều đương nhiên, những anh em nào mà không nghiên cứu phải chịu thôi đúng không? Giờ muốn kêu sốc đam người ta mà ông tăng full đánh thường, cái chiêu sốc đam ông lại không tăng đó, thì cái đó là vấn đề đúng không? Nên là chúng ta phải xem chúng ta BK thực sự có tốt hay chưa, hay là chúng ta chỉ đứng yên tại chỗ không né chiêu của người ta, không biết người ta chuẩn bị chơi chiêu gì để mình né, không biết chơi chiêu gì vào đối phương và không biết làm gì để có thể sốc đam đối phương đồ này nọ, thì đâm ra chửi nó yếu. Ơ mày, tao thấy yếu quá, mày nói mạnh rồi mày xạo đồ này nọ. Có đâu tại anh em mà ai thấy mạnh thôi, anh em cứ chơi. Tôi là tôi thấy mạnh, tôi thấy nó ok, đáng chơi, anh em cứ chơi thôi. Đó là cái việc mà chúng ta phản bác, thằng này yếu rồi phải chơi với môn phái này yếu, phải chấp nhận yếu, giống như ý kiến của mấy ông là không được. Đó là cái này là tùy vào mỗi người nha, anh em nào cứ thích thì anh em cứ chơi thôi, anh em nào thấy yếu thì đừng chuyển qua, còn anh em nào thấy ok anh em cứ chuyển qua trải nghiệm. Tất cả các môn phái đều phải biêu chí mạng, xếp thương chí mạng hết, nên là cái việc mà chúng ta muốn sốc đam người ta phải có chí mạng cao. Anh em có một lượng đam lớn từ cái chiêu không, lên chí mạng nữa, lên sát thương chí mạng nữa thì chúng ta sẽ có thể sốc đam tốt hơn. Đó nên là anh em có thể, chúng ta phải build cái ạc của mình tốt và cái cách BK của mình nữa, nó cực kỳ quan trọng. Rồi hiện tại là cua có những cấm chain thì gồm có 4 gói. Một gói đầu tiên đó chính là chain 24/24, gói thứ hai là chain 24/24 cộng làm full hoạt động cho anh em, cái gói thứ ba là chen đêm từ 0 giờ đến 8 giờ sáng, và gói thứ tư đó chính là chen cộng với làm full hoạt động cho anh em và tính theo ngày lẻ, dành cho những anh em bận rộn đi công tác, đi du lịch, anh em bận một ngày, bận hai ngày, bận một tuần, không có thời gian để chăm ạc, không có thời gian treo ạc đi hoạt động, thì anh em có thể liên hệ vô Zalo cho cua. Zalo xanh của cua 0946496490. Cua có nhận biêu ạc, anh em nào muốn biêu ạc thì anh em cứ tích tầm khoảng 8k vàng với lại 4k kim long, thì cái số tiền nữa, số vàng số kim long đó mình sẽ build cái ạc của anh em. Anh em bị thọt chỗ nào thì mình sẽ dùng cái số tiền đó, số kim long đó thì mình được mua đồ để mình hỗ trợ mình build lại cho anh em. Mình không build lấy tài phú nha, này mình nói rất là nhiều lần rồi,
nên là anh em đừng có hỏi mình là trong vòng 8k vàng với lại 4k kim long lên được bao nhiêu tài phú, cái đó không nhắm được. Tôi chưa vô ạc của mấy ông mà sao tôi nhắm được. Đó là mình sẽ vô ạc của anh em khi mà mình lấy được phí, mình sẽ build lấy phí, mình sẽ vào ạc mình build cho anh em thọt chỗ nào thì mình build chỗ đó, và mình sẽ đưa ra một cái kế hoạch, một cái định hướng để cho anh em build theo. Nếu như anh em build theo mà theo sát luôn cái kế hoạch đó thì ạc của anh em sẽ khỏe, đảm bảo luôn. Nhiều người đã được build và sẽ đã có được cái phản hồi rất là tích cực. Và tôi build lúc nào tôi build cũng chuẩn hết trơn, tôi không có lấy tài phú đâu. Cho dù ví dụ anh em là một môn phái Minh Giáo Kiếm đi mà dám định ra một cái dòng như là chính xác nè, dám định ra một cái dòng sức mạnh nè màu cam, tôi quăng luôn. Tại vì hai cái dòng đó nó không có tác dụng, mình là nội công mà mình chơi thằng sức mạnh nè, đâu có tác dụng đâu, quăng luôn đó, mạnh dạng quăng luôn. Tại tôi build hoạt chuẩn cho anh em mà, nên là chắc chắn mình sẽ không build theo dạng tài phú, nên là anh em đừng có thắc mắc nha. Thì ngoài ra cua có làm các dịch vụ khác của game Kim Thế Origin, anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cua, Zalo xanh của cua 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Và mọi người lưu ý là dạo gần đây có nhiều đứa nó giả mạo kênh LNB của mình. Mình chỉ có duy nhất một cái số Zalo, đó chính là Zalo Son Goku 0946496490. Chỉ có duy nhất số Zalo đó. Mình không chủ động nhắn tin cho anh em khi mà mình chưa nói chuyện trước đó. Mình không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh em, nên là anh em chú ý, anh em mà muốn có nhu cầu gì đó cứ nhắn tin vô Zalo cho cô nha. Lưu ý là Zalo duy nhất, Zalo Son Goku 0946496490. Đừng để bị lừa đảo nha anh em, đừng nghe người quen giới thiệu đồ này nọ, biết là thằng cua đúng không, có Zalo đúng không, lên cái kênh YouTube LNB Channel đó, rồi anh em coi ở trong phần mô tả hoặc là trong các video cua đều để cái số Zalo hết trơn á, thì anh em có thể nhắn tin vào cái số Zalo đó nha. Rồi quay lại cái admin giáo của chúng ta, thì anh em thấy khi mà anh em build tốt á, chi mạng sức thương chi mạng cao thì anh em sẽ gây ra lượng đam rất là đã, thật sự rất là đã luôn. Đừng có nhìn vô cái ạc này 1 triệu 2 triệu tài phú gì hết trơn á. Cái chất môn phái Minh Giáo Kiếm là một môn phái đam to, cái này ai cũng công nhận. Còn nó có hoạt động tốt trong những BK hay không, người chơi đồ này nọ hay không, do trình BK của mình và cách build đồ của mình. Anh em build đồ cùi, anh em build đồ không tốt, build đồ sai, BK cùi thì anh em chắc chắn là anh em sẽ thấy là mình rất là yếu, đúng không? Đây là cái chỉ số của anh Lâm Sung, né tránh 3k 60%, và quay né tránh k2. Ác này có thể build lên nữa để mạnh hơn nữa. Chí mạng 1k8 100%, sát thương chí mạng k4, đẩy lên hai chỉ số chí mạng sát thương chí mạng này cao lên thì sẽ mạnh hơn nữa. Kháng chí mạng miễn sát thương chí mạng này giúp cho ạc của anh ấy rất là châu quả nồi luôn. Anh ấy đã lên được cái vũ khí cộng 16 và được 4 món trục lọc luôn, nên là kỹ năng của anh ấy cộng được 2. Cái chiêu này với chiêu này là nó không cần tăng, nó tăng cho anh ấy luôn, nên là những cái chiêu nào cần thiết thì anh ấy sẽ tăng vượt mốc lên luôn. Và anh ấy tăng dư vô cái thằng thánh hỏa phân tâm, ba cái chiêu chủ động, một là chiêu số 1, chiêu số 4 với lại chiêu đánh thường mình tăng full. Các chiêu chủ bị động là 6x7x8x thì chắc chắn mình cũng sẽ tăng full rồi đó, nên là cái cách tăng của Minh Giáo Kiếm là nó tăng như vậy thôi. Đây là cái mật tịch chung của Minh Giáo Kiếm. Lên mật tịch chung thì anh em sẽ có khả năng là anh em định thân đối phương khi mình chơi thánh hỏa phân tâm, là cái chiêu này đây đó. Thì mình chơi chúng đối phương thì khả năng sẽ dính đam, vừa dính đam rồi có thể định thân, tại nó chơi chiêu liên tục mà anh em. Cái chiêu đó lên hình như là 4-5 đam nữa, nên là khả năng chúng ta sẽ khống chế được đối phương rất là tốt. Vậy là chúng ta có hai cái khá là có lợi, một là chúng ta gây định thân, hai là hút nội lực, và ba đó chính là chúng ta sẽ xóa búp. Mà cái xóa búp thì mình đang test, mình chưa biết như thế nào đó, nên là chúng ta sẽ cùng tự tìm hiểu coi nó ok hay không nha. Và cảm ơn anh Lâm Sung đã cho em trải nghiệm cái ạc môn phái Minh Giáo Kiếm. Và hello anh em bạn Cũ Thiên nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.